Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Mô tô Vanga 79. Lại là một kênh YouTube chuyên xe đẹp, xe độc nha mọi người. Rồi nãy giờ cũng ghi cũng được vài chiếc xe mới về rồi. Hôm nay chuyển món một tí xíu. Chuyển món một tí xíu, bình thường mô tô không à. Nhưng mà hôm nay săn được một chiếc xe đúng giá trị sưu tầm luôn á. Nên ghi hình lên cho mọi người xem. Thì có ai thích mến thì sở hữu chiếc xe đáng để sưu tầm không nha. Đây, nói về SH thì ở Việt Nam mình nhiều lắm. Qua các đời thì SH nhiều lắm, và rất là nhiều. Nhưng mà tại sao nói về chiếc SH này mà phải dành cho nó cái clip mà nó đặc biệt như vậy, để sưu tầm như vậy, thì mình sẽ nói cho mọi người nghe nha, biết nha. Chiếc xe đời 2005, phiên bản đời đầu của dòng FI, nhập ý phiên bản đời đầu của dòng FI á, là 2005, trải dài cho tới 2010, cho tới 2009 là một phiên bản này, rồi ngưng cái phiên bản này là từ 2009, giữa 2009 trở lên tới 2012 là nó một phiên bản hai đĩa, một đĩa cũng có nhưng mà phiên bản khác phiên bản này một tí. Thì mình nói bổ sung vậy chứ. Rồi sau đó thì 2012 trở lên thì xe Việt Nam cũng rất nhiều. Xe Ý lúc đó là cũng thay phiên bản luôn rồi. Xe phiên bản sau này không được chuộng rồi, cũng không nhập về bao nhiêu đâu. Rồi mà nói tới SH Ý thì có hai phiên bản được chuộng nhiều nhất, là phiên bản từ 2005 tới 2009 này, và phiên bản 2009 tới 2012 là hai phiên bản được chuộng nhất ở thị trường Việt Nam của mình. Rồi, nó đặc biệt làm sao? Một chiếc xe mua từ 2005 tới nay là đã là 16 năm rồi, mà Odo chỉ có 4.900 cây thôi. Mới lăn bánh 4.900 cây thôi nha mọi người. Thì biết nó đẹp tới cỡ nào. Nói tiếng lăn bánh chứ, trùm mền là chính, không có đi đâu hết. Ông anh này, ông thuộc dạng giàu lắm. Mua rồi cũng để trong góc nhà của cái nhà vậy thôi, chứ không có đi đâu hết. Săn được con xe này mừng ghê luôn. Đây em ghi gần lại để mình nói cho mọi người nghe nha, xem nha. Nè, từ 2005 tới giờ mà anh em xem nè, từ cái dĩa, cái đĩa đó hiển nhiên đồ Genus rồi nha. Tới ốc nè, ốc nè, những con ốc còn bảy màu hết. Cái lốp đây, cái vỏ đó, mình kêu cái vỏ, và thường miền Nam mình thường nghe có vỏ nhưng mà nó là lốp đó. Này, cái lốp, cái gây gió nó còn y nguyên, những cái bông gió, những cái gió nó còn y nguyên luôn nha. Cái vỏ đắt zin của nó nè, made in Slovenia nè, vỏ của châu Âu nè, Slovenia nè, là cái vỏ zin, cái lốp zin nè đó. Xe 4.900 cây thì 4.970 cây thì nó, cái vỏ nó còn vậy đó, nó mới tinh, không có gì hết. Nhìn cái nước, cái mâm, cái nước sơn mâm tĩnh điện nó ngà ngà nè, nước sơn zin của nó vậy nha. Cái cục này không có rớt gì đâu, còn nguyên luôn. Cây phuộc nước sơn zin không có một chỗ trầy nào hết. Đây nó dính miếng sơn nhẹ nhẹ chỗ này để lát xử lý chỗ này thôi. Mấy đứa em nó không. Rồi, nó còn mới nguyên như vậy. Đó, mình rồi cái đèn cho em ghi vô bên trong. Đó. Mình phụ rọi đèn. Những con ốc bên trong nó bảy màu nha mọi người. Đó. Đó, bảy màu lung linh mới luôn. Một điểm nhìn thấy. Rồi em kéo dài lên này. Những cái đèn xi nhan nè, những cái xe nó bị, nó được trùm mền nên cái này nó như là mới luôn rồi đó. Không còn gì để nói nữa. Nhìn cái pha đèn cũng vậy. Gần lại nè. Đó. Nó mới như chiếc xe mới luôn. Thì để mình chứng minh nó là 4.900 cây thì mình ghi cụ thể. Rồi bắt đầu tới chi tiết tay thắng. Đó. Nha, không có dấu tay dùng nhiều nha. Đó. Cặp bao tay cũng vậy nha, không có dấu tay dùng nhiều nha. Trải qua 16 năm
mà cái bao tay nó còn y thinh, nó rất là đẹp. Cặp kính jean nha, cặp kính jean có cái ốc chân kính này nó cũng rất là khác so với cái kính mà sau này bây giờ nha. Đó. Cặp kính jean còn mối cắt không à, trong cái bọc mối vừa lấy ra luôn nè, không có dùng gì hết. Đây, mình cho mọi người xem trên cái mặt đồng hồ 4973 cây. Nó là chắc là một trong những chiếc xe đẹp nhất Việt Nam hiện giờ. Mà vừa rồi mình có đăng trên những diễn đàn chơi là đi tìm đối thủ rồi này kia đó. Nhưng mà không có chiếc xe nào cùng đời mới hơn đâu. Đó. Cái nước cốt pha và bát xin nó nằm ở đây luôn. Nó không có bay màu miếng nào luôn. Trải qua 16 năm mà nó còn long lanh như vậy đó. Xuống cái bắt đầu cái thường mấy cái này xe dùng qua năm tháng là cái này nó bị bay màu nè. Và cái này nó còn giống như một cái chiếc xe mới vừa khui trong hãng ra thôi à. Anh dưới này thì có được dán keo bảo vệ, dán keo nhám bảo vệ. Cái khu vực này anh chủ này kỹ lắm. Nè, những con ốc nó còn xanh lè luôn nè. Đó, những con ốc, những cái chỗ này nó còn xanh lè luôn nè. Đó, những cái nút như vậy, những con ốc như vậy nó xanh lè luôn à. Rồi, bắt đầu mình mới nói cái này. Cặp chìa khóa còn đủ hai cái. Đây, cái này chưa rụng cái râu luôn nha. Cái này còn y thinh nè, chưa rụng luôn nha. Túi đồ nghề còn y nguyên luôn nè. À, rồi. Em quay gần cái dây yên vậy. Cho anh em xem nha. Đây, cái dây yên nó còn mới vậy đó. Nó còn mới y nguyên, nó không có cái dấu mà mình ngồi nó bị mòn hay là nhăn nheo gì hết nha. Được trùm màn là chính mà, không có đi đâu hết. Qua 16 năm chiếc xe nó được trùm màn là chính. Cho xem vô trong cái thùng luôn, chưa xem trong cái thùng nha. Đây, những cái cơn ốc này chưa có dấu đụng gì hết nè. Nó còn xanh đen hết luôn nè. Đây cũng còn xanh đen luôn nè. Mở nắp xăng xem nha. Trời, nắp xăng còn bảy màu luôn mọi người. Đó, hiển nhiên trong này thì không ai làm gì mà ở trong này nó còn bảy màu luôn này, cái nắp xăng này. Em ghi vô cái yên này. Nhìn từ cái độ mới của cái yên nó xuống. Ghi từng chi tiết. Những chiếc xe này đáng để siêu tầm chơi lắm nha mọi người. Anh em mình những chiếc xe này chỉ bán được cho những anh em mà sưu tầm chơi xe thôi. Còn ai mà mua xe về đi hàng ngày thì cũng không nên mua những con xe này. Tại giá này, giá của những chiếc xe sưu tầm nó rất là mắc, rất là cao. Mình là cũng mua bán xe một thuộc dạng là đam mê xe đó. Nghe con xe nào mà đẹp nằm ở đâu là mình chịu không nổi luôn á. Em ghi xuống dưới nè. Mình nghe xe đẹp ở đâu là mình phi tới liền à. Kêu bán là mắc rẻ gì mình cũng tới xem cho bằng được à. Nó mới vậy đó, chỗ để chân mà coi nè. Chỗ gác chân mà nó vậy đó. Rồi bắt đầu ghi vô bên trong nè. Mình cho coi bên trong nó còn bảy màu nè, đó. Đó, nhìn bên trong con ốc cốt máy nè, con ốc treo cốt máy nha mọi người. Đó, em ghi gần giờ đó. Những con xe mà như vậy không tin nổi là 16 năm qua đi rồi mà nó còn ở dưới gầm dưới bệ dưới. Bảy màu và long lanh luôn. Khu vực này em ghi hết khu vực này mọi người, quan sát cho nó dễ. Đó. 7 năm, 16 năm qua đi mà này vậy. À, từ cái bát bô ở ngoài cũng vậy nè, những con ốc bát bô, những cái dựng bô này nè,
Rồi. Tiếp theo và tiếp theo. Nhìn ở dưới cái mâm đây. Thường con xe thất cùng đời này là nó qua đi là mấy cái mâm này nó bị đen, nó xuống đen dữ lắm. Nếu con đi nhiều nó đen. Mà con này nó đục ngà, nó mới mượn sân gì nó mới tinh luôn. Em quan sát cái dàn lốc nè. Ai mà dân đam mê chơi ở thất á, nhìn cái dàn lốc của con xe đời 205 mà nhìn này không mê, mình thua gì mình cũng thua luôn. Bảy màu luôn, từ dưới lên trên. Ghi chi tiết qua bên này. Cái bao A này được kỹ lắm, được dán một lớp bảo vệ. Ảnh dán một lớp bảo vệ từ ngày đó tới nay mình chưa có lột ra gì luôn. Vào cái đi qua thì liếc nhẹ cái biển số cho mọi người xem nhẹ cái rồi mình qua đây luôn. Rồi qua đây luôn. Đó. Rồi tự cái lốc này chỗ này rất là dễ bị trầy, nhưng mà không có trầy miếng nào luôn. Nó còn mới mà giống như cái nước keo sơn nó còn mới vậy đó. Rồi. Rồi, mọi người đã chiêm ngưỡng được chiếc xe SH FE đời 205 phiên bản đời đầu của FE. Trải qua 16 năm rồi. Chính chủ đập thùng một chủ một đã trải qua 16 năm rồi. Mà chiếc xe nó còn như chiếc xe thùng vậy đó. Giống như là trầm mền không vậy đó. Qua năm tháng mà nó còn mới y như vậy luôn. Không có chiếc thứ hai hiện giờ. Nó đáng để quan tâm, nó đáng để sưu tầm chơi không mọi người? Mình nghĩ anh em mà chơi xe làm bộ sưu tập xe rồi đó, để dành chơi xe đó. Giống như anh em thường hay có 10 chiếc, 20 chiếc, những chiếc xe mà sưu tầm chơi để trưng bày á. Nó là một trong những đại ca của sưu tầm. Sưu tầm nó đẹp làm sao? Ngoài chiếc xe nó đi 4.900 cây. Nó là SH Ý nữa, chứ không phải SH Việt Nam nha, nó là SH Ý. Và đồng thời nó sở hữu cái biển số của quận trung tâm mình luôn, biển số quận nhất, quận trung tâm của mình á. Mà biển số 0123 vừa đủ đẹp cái sảnh nhỏ, không có số 4 mà nó được 6 nút. 6 nút 6 điểm á, là lọc luôn á. Sảnh nhỏ 123 không dính số 4. Và nó là cộng vào đã được 6 điểm, 6 nút là lọc luôn. Đó là dịch số. Ai không chơi số thì bỏ qua nha. Tại vì những người không chơi số thì thường không mua, không quan tâm đâu, không mua những cái xe mắc tiền đâu. Mà anh em nào đã quan tâm, đã chơi xe, chơi số, những chiếc xe này chỉ được giao dịch với những anh em chơi xe và chơi xe đẹp và số đẹp thôi. 50T2 0123 à, của một biển số của một trung của quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mình, quận nhất luôn, chứ không phải là quận xa, quận vang, quận dòng gì hết trơn á. Nó rất là sang chảnh cho cho em nó. Rồi thì cũng đã ghi chi tiết rồi nha, em nhá lại cái biển số cho mọi người xem tí đi, chứ để nãy nó hơi nhanh. Cái tay cầm này nó cũng còn y nguyên luôn. Ai mua con xe này dắt về tiếp tục trầm mền quá. À, một cái sảnh nhỏ vừa đủ đẹp. Chứ ai chứ không, nó qua 1, 2, 3, 4 là nó dính số 4 đuôi nó lại không đẹp. Nhưng mà nó không 1, 2, 3, nó vừa đủ. Nó không dính số 4, số 4 là số tử, thường nhiều người không thích lắm. Nhưng mà đó là những anh em quan niệm, chơi xe quan niệm, nhất có những người không quan niệm thì cũng không thành vấn đề. Một chiếc xe siêu tầm chơi thì cái giá nó cũng được bí mật một tí nha mọi người nha, thông cảm bỏ qua cái việc báo giá cái xe này. Anh em nào mà mến thật sự á, hiểu giá trị thật sự của những xe đẹp và số đẹp á, thì
muốn chơi cứ inbox riêng cho mình hoặc là gọi điện thoại cho mình. Chứ còn một chiếc xe sưu tầm chơi thì giá nó hơn cái giá thị trường nhiều lắm. Nó hơn giá thị trường nhiều lắm nên là nó thôi tạm thời bỏ qua cái việc báo giá. Rồi anh em mà có yêu quý, có quan tâm chiếc xe này hoặc là chiếc xe nào khác đó, thì có hai cái số điện thoại ở trên màn hình 0933891954 và 0902319854. Rồi, nếu mà có cần mà đưa em nó về để sở hữu chơi thì mình sẽ ship tặng nhà luôn. Tại Việt Nam mình tất cả những cái xe đây anh em nào thích mình sẽ ship tặng nhà nha. Rồi 0933891954 và 0902319854. Có trang Facebook cá nhân Nga Lê Văn, Nga Lê Văn nha. Hình ảnh chi tiết của chiếc xe này được up trên những diễn đàn của Facebook, ở trên đó anh em đã thấy rồi. Thì anh em muốn xem chi tiết cứ vào trong đó là sẽ thấy. Mô tô Văn Nga 79, địa chỉ giao dịch 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, cũng đã xong về một chiếc xe khá là đặc biệt này. Rồi, cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua, đã ủng hộ cho Mô tô Văn Nga 79 trong thời gian qua rất là nhiều. Mô tô Văn Nga 79 chân thành cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ. Rồi, xin chào mọi người. Xin chào.